Đúng vào lúc vấn đề di cư đang trở nên nóng bỏng, thì lúc này lục địa già lại phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là việc các nhà lãnh đạo châu Âu không thống nhất trong việc tìm ra một giải pháp khả thi. Lúc này thì đoàn kết mới chính là sức mạnh giúp châu lục này xử lý cuộc khủng hoảng. Song có lẽ đây không phải là việc đơn giản. Phát biểu tại cuộc họp báo khi đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho rằng việc các nước đùn đẩy trách nhiệm tiếp nhận người tị nạn không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Hành động mang lại hiệu quả trước tiên là cần phải xây dựng sự đoàn kết quốc tế. Đây là lý do tại sao tôi kêu gọi tất cả chúng ta ngừng lại đổ lỗi cho nhau và thay vào đó tập trung vào hợp tác toàn diện. Việc các nước đổ lỗi cho nhau sẽ không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Theo kế hoạch, 60% người di cư đang ở Italia, Hy Lạp và Hungary sẽ được đưa sang Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Số lượng người di cư được phân bổ sẽ phụ thuộc vào GDP, dân số, tỷ lệ thất nghiệp, đơn xin tị nạn tới mỗi nước. Các nước từ chối tiếp nhận người di cư sẽ bị phạt tiền. Do chưa có những kế hoạch rõ ràng nên một số nước châu Âu đang phải tự oan mình để tìm kiếm giải pháp riêng.